Chào mừng các bạn đã đến với mua hàng online, và trên tay mình đây là con Ruby C30S, và đây là một trong những con máy smartphone mà có mức giá rẻ nhất, hàng chính hãng mới full box đập hộp, cũng như đây là con điện thoại mà có mức giá rẻ nhất đến từ Realme. Với con này thì chúng ta có các phiên bản là 232, mức giá nó rơi vào tầm là 1,7 triệu thôi. Và nếu như các bạn mà mua trong những cái đợt sale áp mã giảm giá, có thể là mức giá nó sẽ còn tốt hơn, cũng như nó sẽ có thêm phiên bản là 3, 64 cũng như là 4 và 64 nha. Nhưng mà con này thì mình nhận định là các bạn chỉ nên mua với phân khúc giá là đâu đó là 1,7 triệu hoặc là 1,8 triệu thôi. Thì con này thì mình thấy là có một số bạn vẫn quan tâm. Thực lòng mà nói là trong phân khúc giá là dưới 2 triệu đồng hiện nay, điện thoại mới full box đập hộp chúng ta chỉ mua để mà xài cơ bản thôi, chứ không thể nào mà chúng ta mua để mà xài với những cái nhu cầu nâng cao được. Vì là điện thoại trong tầm này thì chỉ dành cho những người mà kiểu như là chuyển từ điện thoại cơ bản lên thôi, và chúng ta làm nhu cầu một chiếc máy phủ để mà xài hai sim giữ kết nối liên lạc, cũng như là gọi video call thông qua Zalo, Facebook, Messenger kiểu như vậy cho người lớn tuổi thì mới được. Ok, và con này thì nó có những điểm gì, ưu và nhược gì thì mình sẽ review trong video ngày hôm nay nha. Thì cái điểm đầu tiên là về thiết kế thì con này các bạn có thể thấy là chúng ta có một cái build nó khá là cứng cáp và chắc chắn. Mặc dù đây là một cái con máy giá rẻ đó, nhưng mà mức độ hoàn thiện nó cũng khá tốt nha. Điều này thì cũng không có gì bất ngờ, bởi vì là Realme hay là Xiaomi hay kể cả là Techno, những cái hãng lớn trong tầm này làm điện thoại ấy, thì sẽ ưu tiên về cái phần độ bền. Đó, với một cái chiếc máy phủ thì độ bền nó khá là quan trọng. Đó, mặt lưng máy thì các bạn thấy là có những cái họa tiết dọc như này này, nhám. Cũng như là chúng ta có một cái cụm camera duy nhất ở đây thôi. Nhưng mà điều này thì cũng không quan trọng với một cái chiếc máy trong tầm như thế này. Và đặc biệt con này thì nó có một cái điểm là hơn so với những con Realme trước đây là vẫn được tích hợp cảm biến vân tay một chạm, chứ nó không bị cắt giảm đi. Và các bạn thấy ha, cái tốc độ mở khóa thì không đến nỗi nào, cũng khá là nhanh. Cũng như là phím bấm tăng giảm âm lượng làm to dễ bấm này. Và ở bên đây thì chúng ta có khay sim. Và khay sim của máy thì cũng được làm theo kiểu là 3 trong 1. Các bạn sẽ lắp đồng thời được một lúc 2 sim và một khay cắm thẻ nhớ ngoài nha, phù hợp với một chiếc máy phủ. Bên dưới thì chúng ta có jack 3.5. Tuy nhiên điểm trừ là cổng micro USB nha, chúng ta không có cổng USB Type-C. Nhưng mà trong tầm này để có cổng Type-C thì nó cũng khá hiếm. Các bạn phải nâng lên phân khúc giá tầm là hơn 2 thì chúng ta mới có là cái con Techno Spark Go 2023 hay là Galaxy A04e. Cạnh trên thì hoàn toàn trống trơn. Nhưng mà công bằng mà nói thì đây vẫn là một cái thiết kế ổn và mình thấy nó vẫn đẹp ở trong cái tầm như này. Và phía trước thì chúng ta có màn hình theo kiểu giọt nước rất là cơ bản, và cái cầm thì nó siêu dày. Cầm dày thì không sao trong tầm này, vì là nó sẽ thiên, nó hướng đến cái độ bền như mình đã nói. Những cái điều quan trọng nhất chúng ta quan tâm trên một chiếc máy là liệu nó có bị lắc giật hay không, xử lý với những cái tác vụ bình thường nó như nào. Thì với con này thì đang trang bị cấu hình là chip Unisoc SC9863A, và chúng ta đi kèm với các phiên bản RAM ROM khác nhau. Thì với cái phiên bản thấp nhất là 2 và 32, thực ra là đây là một cái mức RAM rất là tiêu chuẩn. Ở trong cái phân khúc giá là 1,7 triệu, 1,8 triệu thì nó sẽ tương đồng với con Redmi A1 hay là một vài những sản phẩm khác, thì cũng chỉ có 2GB RAM trong tầm này. Và có phiên bản cao hơn 3, 32 hoặc là 364 và 464, nhưng mà như mình đã nói thì những cái phiên bản đó thì giá nó cao quá, nó hơn 2 củ, thì lúc đó chúng ta có nhiều lựa chọn ok hơn rồi. Và con này thì nó chỉ phù hợp để các bạn mua với cái phiên bản là 232 với cái mức giá là siêu rẻ như thế này thôi. Đó, và con này thì được cái nó chạy cái phiên bản phần mềm rút gọn nha. Nó không phải là chạy phiên bản Realme UI như trên các con máy cao tiền hơn. Đó chính là Realme UI Go Edition rút gọn ấy, nên là các bạn thấy là giao diện nó khá là thuần. Với giao diện này thì nó thiếu vắng đi những cái tính năng thông minh, nó cắt gọt đi, nhưng bù lại thì nó sẽ có khả năng xử lý ổn hơn, bớt lắc giật hơn ha. Đó, và cơ bản là SC9863A nó không phải là con chip tốt nhất trong cái tầm giá này, nhưng mà nó cũng không phải là một con chip nó quá thọt. Ví dụ như là con này thì nó vẫn cho hiệu năng ổn hơn so với những con như kiểu là Helio A25 hay là A22 ở trên một vài những cái sản phẩm khác. Và với những tác vụ sử dụng cơ bản nhất á, thì các bạn vẫn có thể yên tâm sử dụng ở trên con này. Chỉ có điều là để mà nói chạy đa nhiệm ấy, với 2GB RAM thì thua rồi nhá. Các bạn không thể nào mà chúng ta chạy đa nhiệm được. Nhưng mà với một cái con máy phủ như thế này thì chúng ta xác định là xài tác vụ ít, chứ không thể nào mà chúng ta một lúc mà xài nhiều tác vụ được. Và về gaming ấy thì
mình sẽ test một ván Liên Quân Mobile cho anh em xem nha. Bởi vì là con này thì nó vẫn có khả năng chơi được Liên Quân Mobile 60fps, nó vẫn có bị drop, nhưng mà theo kiểu là bản nào mà chịu khó thì vẫn có thể là chơi được. Chứ thực ra là một số những cái đầu chip cao hơn như này, ví dụ như là con 665, 680 trên các dòng Xiaomi Redmi mà nó vẫn bị drop thì không thể nào mà chúng ta gọi là đòi hỏi nó một cái cấu hình ở tầm như này có thể là chơi mượt được Liên Quân, nhưng mà nó ở mức gọi là chơi được nhé. Các bạn thấy là với Liên Quân Mobile thì mình sẽ bật là 60fps. Tuy nhiên là cái phần cấu hình thì mình sẽ để ở mức cao, mức mượt và mức cao đấy nha. Mình không đẩy nó lên mức gọi là cần max setting, bởi vì các bạn đã hiểu rồi đúng không? Với cấu hình như này thì chúng ta cũng không thể nào mà try hack nó được. Thực ra là hôm qua là mình có test ván 5v5 nha. Nhưng mà với video này thì để tránh thời lượng nó dài thì mình test 3v3 thôi, cho các bạn xem về cái trải nghiệm như nào. Các bạn thấy là khi vào game thì nó cũng không đến nỗi gọi là quá lắc giật gì đó ha. Còn ông này ông pick cái con Na nhanh hơn mình rồi. Ok, chúng ta đã vào ván game rồi. Mình sẽ show FPS lên cho anh em xem nha. Con này thì nó đang báo pin yếu luôn. Bây giờ qua giờ mình cũng test con này. Đấy, rồi. Bản editor sẽ zoom cái FPS lên cho anh em xem. Nó đang ở mức độ là 60 nha. Tất nhiên là map 3 này thì nó sẽ nhẹ hơn so với map 5. Nhưng mà hôm qua là mình cũng có test map 5 rồi. Thì nó cũng ở mức độ như này. Thì có là combat thì có thể là map 5 nó sẽ là drop nhiều hơn. Ái chà chà, ái chà, ý, ý, ý. Ui. Ái chà chà. Anh là... biết ngay mà ông này ông ông kéo. Thì thầm đấy. Thanh niên cừ rắc. Tức là mình test một ván cơ bản Liên Quân Mobile 3v3 nha, cho anh em thấy được cái hiệu năng con này thôi. Ý là Unisoc SC9863A thì nó không đến nỗi. Tất nhiên nó không mảnh, nhưng mà ý mình là nó không phải đến nỗi là quá nó thọt như là một số những cái đầu chip thấp khác. Ui chà, thua rồi. Này hả bưởi. Ấy chà, vừa nhảy vào cái bị kéo luôn. Mày hả bưởi. Này, này thì kéo, này thì ấy này. Ghi đu này. Ui chà, drop hả. Ui chà, cay thế. Tí nữa là ăn được. Tí nữa ăn được ghi đu, thiếu bục phá hoặc là cái gì đó. Phát nữa là ăn được rồi. Nhưng mà nói chung là tầm này thì chúng ta xác định mua máy mới thì chơi game tạm tạm thôi. Bạn nào muốn game mượt hơn ấy thì mua máy cũ nhá. Nhưng mà máy cũ tầm này thì rõ ràng là hên xui và rất là khó mua. À, vẫn bị drop ha. Tất nhiên là sẽ drop xuống những mức thấp hơn, không thể tránh khỏi với lại một cấu hình trong tầm giá như này. Đồng đổi AFK nữa. Đó, biên yếu. Nay hà bữa ấy vẫn ăn được. Này thì kéo này. Ê, chà chà, các bạn thấy à, FPS ít ra nó vẫn ở mức 59-60. Còn bắt các kiểu con đà điểu. Thực ra là trong tầm hai củ bây giờ thì chúng ta ít lựa chọn lắm. Vì tầm giá này thì điện thoại ở một cái cấu hình nó sàn sàn rồi. Chứ tầm này các bạn mà đòi cấu hình cao là những phân khúc cao hơn người ta bán cho ai đúng không? 3-4 củ bán cho ai, và các bạn muốn mà cấu hình thực sự tốt á. Bây giờ thì nếu như mua chính hãng phải tầm đâu đó là 3-4 triệu đồng. Các bạn ráng lên 3 thì có Poco M5, nhưng mà cũng phải là kênh sale ha, thì mới có mức giá tốt. Này này. Ok, chắc là mình test một xíu cho anh em xem cái hiệu năng của cái con chip Unisoc SC9863A nó như thế nào thôi ha. Chắc quán này thì cũng thua rồi, vì là team mình là AFK. Một ông kéo à. Grack kéo này. Thôi ăn được. Úi giời. Thì ông này ông kéo lại, không có là ăn được rồi. Ăn AD được rồi. Đấy, hết chưa.
Ok, như vậy là về hiểu năng thì mình tin là các bạn đã biết được rồi đúng không? Còn nếu như các bạn chơi những cái tựa game nhẹ nhàng hơn như là Candy Crush rồi là Subway Surfer thì tất nhiên là với cái con chip và cấu hình này thì nó vẫn có thể đáp ứng được tốt. Nó rất là mượt luôn. Về màn hình thì máy sẽ có kích thước là 6,5 inch HD cổng, thì thực sự là đây là cái thông số nó tiêu chuẩn trong tầm này rồi. Chúng ta vẫn chưa thể nào mà có được cái màn full HD cổng trong tầm dưới hay cũ. Và ok, được cái là kích thước nó to, nếu như bạn mua về để mà cho phụ huynh ông bà bố mẹ quan sát thì cũng dễ dàng, hoặc là những cái bác hoặc là những cái bạn mà chạy xe ôm công nghệ á, thì cũng ok ha. Và về camera con này thì được cái là có một cái ống kính và có AI camera luôn, thì mình cũng thử chụp nhanh một vài tấm từ con này để các bạn tham khảo nhanh ha. Thực ra mình nghĩ là điện thoại tầm này thì không phải là sinh ra để mà các bạn chụp ảnh rồi, để mà chúng ta chụp cơ bản hoặc là cái cam trước để mà gọi video call thôi đó. Nhưng mà một số tấm chụp từ con này thì mình thấy là nó cũng thể hiện lại cũng không đến nỗi nào, không đến mức là đổ là chống mù ha, gọi là chụp chẹt gọi là cơ bản nhất. Và về pin thì thực sự con này khá là trâu, các bạn yên tâm với mức 5.000 thì có thể xài thoải mái trong vòng 1 ngày hoặc là 2-3 ngày với nhu cầu là máy phủ, đặc biệt là với những người lớn tuổi và xài ít. Còn về sạc là các bạn chấp nhận rồi, 10W và 10W pin 5.000, vì là tầm này thì cũng không thể đòi hỏi được nhiều hơn. Chỉ có điểm trừ là cổng micro USB thì nó hơi kén nếu như xài lâu dài đó. Tổng kết lại thì với một con máy mới full box lập hộp đến từ thương hiệu lớn như kiểu là Realme vẫn là thương hiệu lớn nhé, các bạn sẽ yên tâm về bảo hành, bảo tỏi, chất lượng sản phẩm và mua được máy mới full box lập hộp trong tầm 1 triệu 7 đến 1 triệu 8, thì con này nó chỉ phù hợp với nhu cầu các bạn mua về cho ông bà bố mẹ phụ huynh làm máy phủ thôi, hoặc là con em mà nhu cầu sử dụng ít làm máy phủ, có thể học sinh cấp 2, cấp 3 gì đó. Hay là những cái anh chị cô bác lớn tuổi mà để chạy Grab xe ôm công nghệ mà không có nhiều tiền thì quất con này thì mình nghĩ ok. Còn nếu như bạn nào mà thực sự mà muốn nó ổn hơn đấy thì tầm này có thể là mua máy cũ, nhưng như mình đã nói thì rủi ro nó sẽ cao này. Và tiếp theo nữa thì mình khuyên là nếu như được phải có thể ráng lên tầm 3 đến 4 triệu đồng ha, thì bây giờ mới mua được những cái con máy mới full box nó thực sự là ok. Thì nội dung mình review về con Realme C30S đến đến đây là kết thúc rồi. Link mua hàng giá tốt nhất thì mình sẽ để bên dưới mô tả video, các bạn quan tâm thì cứ bấm vào nội dung của clip. Đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.